Chỉ cần thoa mỡ trăng lên mặt rồi đi ngủ, sau một đêm, bạn gái sẽ sở hữu làn da mịn màng, trắng hồng như da em bé. Đó là những lời có cánh đang được quảng cáo tràn lan trên mạng, thu hút nhiều bạn trẻ. Ngoài tác dụng làm đẹp da, trị mụn, mỡ trăng còn được các tín đồ làm đẹp mách nhau sử dụng để triệt lông vĩnh viễn. Với những công dụng thần kỳ được thổi phồng lên như thế này, nhiều người đã tin tưởng mua mỡ trăng về sử dụng. Thế nhưng, theo các chuyên gia, không phải loại da nào cũng có thể dùng mỡ trăng. Thì cái công dụng làm mát dịu của cái mỡ trăng đó thì đúng là nó mình thấy là có thiệt. Nhưng mà nếu mà nói sử dụng cái mỡ trăng để mà điều trị những cái vấn đề khác á, thì không thấy có một cái nghiên cứu nào để nói á. Tất cả cái sản phẩm, ngay cả được nghiên cứu, ngay cả được đã chứng nhận trên lâm sàng, sau đó được đưa vô sử dụng, khi mà sử dụng lên làn da vẫn có một cái kích ứng nhất định. Thì chưa kể một cái những cái sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, nó là một cái lớp mỡ, nó không có thể tự tiêu được, thành ra bệnh viêm nang lông. Bên cạnh đó, theo các bác sĩ, dùng mỡ trăng để bôi các vết bỏng, các mảng viêm da hoặc da nứt nẻ cũng nên cẩn trọng và chỉ tìm những nguồn cung uy tín. Người tiêu dùng nên đến các cơ sở chuyên khoa da liễu để có được phương hướng điều trị cũng như làm đẹp thích hợp.